Khương mến chào anh Sơn. Để Khương tắt độ quan luôn. Khương mến chào anh Sơn ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh ha. Anh có gọi điện cho Khương và kiếm bộ hát nào tầm 2 triệu đổ lại cho anh hát karaoke thu âm ha, để livestream. Và em chọn cho anh cái sao cạc X5 và micro M8 Avatar ha. Cái mẫu này là mẫu mới, và cục X5 này nó cũng mới sản xuất được vài tháng. Và trước khi test âm thanh cho anh Sơn thì em đã báo anh là đã nhận tiền của anh vào lúc 19:15:43 Vietcombank ha. Và em đã hết đèn led tặng rồi, nên em tặng cho anh chiếc này. Anh có nói có cháu nhỏ thì em tặng cho anh cái micro. Micro này trị giá cũng hơn 300.000. Và anh chọn màu vàng, vàng cam ha. Màu cam là cái giữa. Tại sản phẩm nó có 3 màu, em chọn cho anh cái màu cam đúng theo ý của anh luôn ha. Và trước khi test thì em cho anh nhìn lại cái quan trọng nè. Anh nhìn quan trọng về nhà anh cắm nguồn, anh kết nối Bluetooth tới tên sản phẩm thì X5 này không nói rồi. Cái đó em hướng dẫn rồi. Và cái cọng dây này em găm đang cho anh ghim sẵn. Sau này anh có máy tính thì anh găm vô máy tính, lấy nhạc máy tính ha, là găm sẵn cho anh nhìn. Quan trọng nhất, cái duy nhất thôi. Hiện tại anh nhìn cái số 48V của em á, nó chớp á, là có nghĩa là mic 48V cao cấp đang hoạt động ha. Cái này quan trọng nè. Những cái dòng mic nào mà quá thấp tiền á, thấp tiền hơn á, thì nó không có dùng cái nút này. Em đang bật lên nè, bây giờ em tắt lên là sẽ không nói chuyện được. Đây, khi anh mở nguồn lên nó sẽ như thế này đây. Đó, khi anh thấy nó nhắn vô cho nó chớp, có nghĩa là micro dòng 48V, tất cả micro cao cấp nào mà 48V á, đều bắt buộc phải nhắn cái nút này, nhớ quan trọng nút này cho em thôi. Nói chung là đơn giản như vậy thôi. Còn cái lỗ ghim á, thì anh về anh ghim không nhầm được. Để em quay sau lưng lại. Tại vì cái lỗ nó là bự nhất nè, mic 48V lỗ đầu tiên bự nhất là găm mà không có nhầm được với cái lỗ nào hết. Nhớ găm đúng chiều mic cho em là được. Tiếp theo nó có hai cái lỗ chia tai nghe. Anh găm lỗ 1, lỗ 2 gì cũng được, không quan trọng ha. Tiếp theo nó có để chịu cho mình tiếng Anh luôn, chữ livestream luôn. Có nghĩa là anh găm lỗ nào cũng được, nhà sản xuất nó làm hai lỗ ha. Ví dụ như anh đọc truyện như em thì đọc truyện thì anh không cần phải tăng vang như em đang nói chuyện ha. Khi nào mà anh hát anh hãy tăng vang lên. Còn lỗ cuối cùng em cắm sẵn cho anh nhìn này, đó là hát dây nhạc máy tính. Đồng thời nó sạc cho cái cục này luôn. Ví dụ như mình lấy cái củ sạc là mình sạc đầy, mình hát được mấy tiếng nha. Xách đi đâu hát cũng được. Nó vừa lấy nhạc cho máy tính và nó vừa cái lỗ sạc cái cục X5 này luôn. Rồi như vậy là hết rồi. Trên đây chép bass, chỉnh nhầm không sao ha. Em chỉnh sẵn cho anh, tại Vigo này nó hút âm, em chỉnh là mức 60 âm lượng, nó hút mạnh rồi. Còn bây giờ em tăng nhạc nè. Tăng vang nha. Tăng vang. Tăng vang. Tăng vang. Ví dụ ha. Đó là chi tiết. Còn cái hiệu ứng như này thì bấm nhầm không sao. Kiểm tra một đoạn cho anh Sơn ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tìm lại người xưa. Sáng tác Phạm Anh Cường. Karaoke Tình Trần. Kiểm tra cho anh X5. Đã nhận tiền Agribank của anh vào lúc 19:15:43. Anh về anh nhớ hát cái môi mình vào mặt chữ nha. Suối chiến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, như bông tre quê nghèo, bông dừa nghiêng lá gió reo. Lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đó, mà người xưa có con không? Hãy đã đi theo chồng về nơi xa thật xa, anh muốn thăm
một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Gần tròn 10 năm qua anh vẫn còn dây dưng vì trời xuôi khiến anh bồi thêm. À, cái video này nó đã 6 phút rồi, em tắt video và em gửi qua Zalo cho anh. Vì nếu mình hát hết bài á, thì nó gần 10 phút á, thì mình gửi qua Zalo nó không nhận được, anh không thể xem được đồ của anh, nó sẽ bị cắt khúc. Một lần nữa em cảm ơn anh Sơn ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh rất nhiều đã tin tưởng ủng hộ và chuyển khoản rất sớm cho em. Em cho kịp đi sáng hôm nay luôn nha, vì sáng sớm trời mưa rất là lớn, em vẫn hát và đóng hàng kịp cho anh. Cảm ơn anh.